quý vị. Hôm nay cái Phật tử này rủ đi ăn buffet. Cảm ơn, thank you. Ồ, trong này nó có cái này nữa nè. Bố bà. Không thì sao có vậy đi. Vui. Dạ không sao. Ồ, oh, oh, quá đẹp. Ồ. Oh. Quá đẹp. Ồ, oh, quá đẹp quý vị ơi. Yeah, thank you. Quá đẹp. Oh. Đây là đâu? Oh. Quá đẹp. All right, awesome, thank you. Sao? Nói gì? Nói đi cậu. Uống nước hồi nãy đó. Bữa nay có hộp gì đó. Hộp bôi bà, hộp bôi gì đó. Đập hả? Có từ từ uống. Giờ cứ coi đi ăn tức đi. Trời ơi, đẹp quá. Thầy uống gì nó kêu luôn. Hả? Water. Oh, what the? Oh, đẹp quá. Quá đẹp quá chứ. Nhưng mà xa, ở đây nó cách xa lắm. Hồ cát là bánh. Ồ, hấp dẫn. Trời, cát là bánh đâu nữa nè. Đó, tụi ta ăn ô, bữa nay đi đi ngon á cụ. Chứ sỏi số 1. Có cái nào là cái đồ chai đi ta? Quá đẹp. Thấy không? Thấy sạch sẽ không? Thấy không? Rất là sạch sẽ. Rất là vệ sinh. Ồ. Oh. Quá đẹp quý vị ơi. Rồi đi mốt khen. Nhất cái nào chai đây, sushi cái nào đồ chai nữa đây. Quán lạ, chưa biết cái nào chai, cái nào mặn. Thôi mình ăn cái đậu này đi. Mm-hmm.
Có cái đậu qua nè, tôi lấy cái dĩa nè. Tội nghiệp không kêu, mà kêu nói không, tôi không ăn hành tỏi. Rồi biết rồi, nó biết rồi. Nè. Nhiều khi nó làm nó tưởng nó có hành nó tỏi. Không, nó biết mà. Ngon, nên đi quán mới. Không biết bà Tây quay lại về nào. Bà nghĩa phải ăn, bà cuộn bà Lộc ăn nha. Bà hôm bà kêu con. Bà nói sao? Bà nói không ăn được cháo. Có ai bữa bà gấp là gì vậy? Bà nói ngồi buồn quá. Hỏi mình làm gì vậy? Bà đi nhậu. Nhậu mình. Nhậu mình vậy đó. Nhưng mà đây có học mấy món có hợp với cụ không? Cua ghẹ đâu. Có. Được hả? Tôi ăn đậu rồi nè. Nó mình mua hai gọng mình đó. Rồi bà ăn chào thấy đó. Nó mà sạch sẽ. Cho ăn đũa. Không có như cái đồ bên kia hả? Thì nó trộn gỏi nè, ngon nè cô. Trộn gỏi nè, đó. Có lý không? Quan trọng có động hay không? Rồi ăn gì đấy? Dạ, cho ăn cá với ăn... Thay nĩa nè, thay muỗng. Dạ, dạ. Được không? Mà để mày được không? Được, ngon. Nhưng mà mình yêu cầu ông làng là quen hả? Dạ. Chú phải cái em đặng này nè, chứ mua này hộp 4 bạc á. Ồ, mắc lắm ạ. Ừ, trong biển á. Ừ. Bữa nay thầy thấy gì nhỉ? Bà ngày... bảy chủ nhật á, đông hả? Mà đồ ăn nó nhiều hơn, nó có nhiều thứ, nó có càng cua, nó có kiên khoát, nó có càng cua, nó có lobster, nó xào lobster cho mình ăn luôn. Đây là chủ nhật. Được cái này nè, đồ chai phải làm giống hết đúng không? Ngon, nó là cua cua giả mà. Dạ. Yeah. Nó mắc cua thiệt. Cầm Mỹ bán 7-8 đồng hộp, cua giả.
sái bánh bao này. Bao là ngon. Nhưng nhưng khoái, nhưng thịt, khoai lang. Ồ, cái này là phải khoái nè, khoai lang. Cho nó nhiều. Ăn ghế một kệ mà con quán sao nè. Nó xa quá. Xa từ rồi. Nó hỏi gì chứ vợ nó có đi. Gì chứ? Chứ gì? Chị tốn tiền nha trời. Ăn ăn gì là quý rồi, chị tốn tiền không? Ủa nó ngon á. Bơ bơ chi nó có đập vào cái tổ. Ăn gì là quý quá rồi trời, tí nữa. Thank you. Thank you. Thank you. Không vậy là ở khu vực mình tới ba cái tiệm buffet rồi hả? Mà mỗi cái tiệm nó có cái sắc gì khác nhau ha. Nhiều lớp. Có cái gần xem lớp á. Tiệm cũng có cực tàu á. Mà ăn sushi này không. Không làm mưa còn vẫn đi chỗ đó. Alo. Hey Al. Oh, where you at? Okay, I'm over here at Alaskan Grill right now. I take my mom for lunch and I call you when I get out. You don't? No. How about another hour I call you? Call me. I take walk in and eat lunch with my mom and family right now. I mean, you want to come over here? I'll buy you lunch over here. You want some lunch? Oh, it's about, what's that road? Come over here. It's about 10 minutes. Yeah, you get on in the state and drive to the beach, like you get off a Alaskan road. Exit. Yeah, I just walk in. Yeah, I'll be here a little while. Oh, long than that. Can I just eat? Yeah. Okay, 10-4. Thank you, Al. Bye bye. Đây là cái tiệm phong cách là phong cách Nhật đúng không? Đến vừa Nhật vừa Mỹ. Ừ, nhưng mà phong cách Nhật. Yeah. Mơ mà tỷ tỷ Nhật đó. Trời ơi, ngoài đời ăn thì đâu có lỗ đâu phải không? Nguyên cá ngon luôn mà. Bà cụ, mấy bà cụ nhào vô là cua kìa. Cho nên mấy tôi mới biết lỗ, tôi mới lấy giùm cho nó ăn đó. Cái tâm lý với bà già mà cứ cua ghẹ thôi, kiểu gì nhớ quê hương. Nhớ ngày xưa tăng quần cho bác, để bác cua đó. Thầy thầy chỉ bưng đồng mình cho con ăn. Nói thôi, từ đây cháu đi, thầy đừng bưng nữa nha. Để con ăn, con đi lấy. Tôi có khe quan trọng người ăn hay không á, tôi thổi ha. Yeah. Mấy bà già đi té mất công ra mấy bà mua bia tôi rất tự nhiên à, mình bên đâu có ý đâu. Yeah. Mấy bà già thấy không nổi mình thích giùm thôi, mình
đó là chuyện lý bình thường của con người, mình đừng có quá cố chấp, quan trọng mình uống hay không á. Tôi giờ tôi không khe. Nói chạy. Quan trọng mình uống không được mới tiếc à. Anh chủ có thương không cái chỗ con thẳng thắn, không phải con nói liền, anh nó phái. Bánh đậu là mua hai rồng bịch đó. Dạ. Nên em không nói. Thằng em nó làm bên đây, nó làm ở đó. Anh nó thì nấu chổng, gia đình nó chổng không? Con mình lên lấy kinh phép và lát tơ gì vậy nó. Cuối cùng mà đứng ra mình quạt hai con. Nó quát quát con lại, cho nên nó đem cái xe ra, chấm tới luôn. Đó. Tại mấy con lắp tên nó mất tiền đúng không? Ừ. Tiền này nó được có một cái, nó giống như mấy tiền khác. Hết ở đây ngay liền. Mấy tiền khác giờ thấy không? Ăn. Cái đường này mình mới quẹo vô á, gọi là Cat and Joyce á, mà của Mỹ nó bán càng cua không á, 300 đồng người á, lâu lâu cũng nhờ khai trồng vô cũng ăn, ăn cái ông cũ nó đuổi, ăn vậy chứ, ăn nhiều quá nó đuổi, nó nổ à, mình trôi nó đuổi. Lý còn dám. Lý nó cho nên đâu nó đuổi nó băm tới nó liền không? Cái lực nó. Nó đã ra bán bắp phê, bây giờ nó lỗ. Mình ăn về mình thấy mình lỗ, ấy mình nó lỗ chứ nó không lỗ. Nó hay nữa đó, Mỹ nó quá được dòm ngó ha. Mình ăn thì mình ăn. Không nhận ra mình không biết là mình nó có nhiều chuyện giống như Việt Nam thôi. Có chứ. Cũng có hả? Nó không dòm ngó mà nó địa mình không thấy nó chứ nó địa mình á. Nó địa là sao? Nó dòm liếc mình á. Liếc mình quay qua người mình nói cái gì nó biết hết. Mình nó không nói rồi thôi. Ồ. Dòng bà Trinh bà ngồi lấy người ta dòm bán cho tiệm á. Bà nào bà nhỏ rồi bá bà. Việt Nam? Hả? Việt Nam? No, Chinese. Ồ, Chinese. Bác bạn nó xin rồi. Hả? Mấy cô bạn nó lại đây là ai? Hả? Chị sợ đi con. Bữa nay tôi chở má cái lợi cái tiệm này ăn thì nhỏ rồi ăn không có ở gần đây mặt bạn đó. Cái này là Trung Quốc hả? Cái này là Trung Quốc. Cái này là người Tạo. Trời ơi, ông kêu cho ly nước này uống rồi sao? Nước này uống rồi, phát sáng cái bụp mình nè. Đó, đó.
mà ngọt quá. Nó quá ngọt. Con đậu cũng đủ vốn mà. Rồi, ta cứ lên lấy thuốc thì nha. Biết thuốc thì nào cha, thuốc thì nào mặn à. Biết không? Biết rồi, chỉ rồi. Quên bao tay, quên bao tay. Mang đi đây rồi. Quên bao tay.